anh em nhé, trong buổi sáng ngày hôm nay mùng 5 tháng 7, anh em kỹ thuật lại đang có mặt tại đường Đội Đô, thị trấn Việt Tiến, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Linh. Xếp cho chị Thủy một cấu hình combo, đó là một đôi loa B12, một chiếc đẩy X23, một súp F1200 và một mic 31 Pro. Anh em đang cho hàng vào. Nhà đẹp thế nhỉ? Họ gọi cho anh mấy cuộc không được. Anh để máy ở đâu? Đây. Đây là cái không gian mà anh em sẽ xếp được. Các bác anh em chờ trong giây lát, đội ngũ sẽ set up cái cấu hình combo lên, cấu hình combo set up ở trong cái không gian này rất chi là hay đấy. We'll be right back.
cùng về. Mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nắm yêu hoa cúc, bàn tay yêu anh giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa? Biển sông